Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh Pandorim 2001 ra mắt phiên bản kỷ niệm 35 năm với mức giá bán cực kỳ hấp dẫn. Các chiếc Prime 2021 hay được biết đến cái tên khác là Isdam tại thị trường Malaysia được hãng Honda cập nhật một cái phiên bản kỷ niệm 35 năm với một thiết kế vô cùng sang trọng và đẳng cấp. Nhưng nó lại có mức giá là siêu hợp lý và bất cứ ai cũng thể là tiếp cận được. Boom siêu Honda hay gọi là Honda Malaysia đã đánh dấu cái cột mốc 35 năm với cái chiếc Rim X5 xuất hiện ở nước bạn bằng một phiên bản kỷ niệm đặc biệt. Chính là phiên bản Rim 2001 mà mình sắp mang đến cho anh em ở dưới đây. Cái chiếc Honda Rim X5 2001 phiên bản kỷ niệm 35 năm khác với những phiên bản khác ở chỗ là em ấy có một logo hình tròn đánh dấu cái cột mốc đặc biệt nằm ngay trên cái phần yếm xe. Logo X5 có họa tiết chính là cái phần đầu của cái chiếc rim theo đúng phong cách tối giản. Bên cạnh đó là tên gọi X5 và cái số 35 và cái dòng chữ anniversary ở giữa trung tâm logo thúc được cái sự chú ý của khách hàng nhiều hơn. Honda Rim hay là Honda X5 chính thức có mặt tại thị trường Malaysia vào những năm 1987 và đạt được một doanh số bán hơn 2 triệu chiếc xe tại cái quốc gia này. Malaysia nó cũng được coi là một cái chiếc xe quốc dân vì sở cho mình thiết kế trung tính phù hợp với mỗi đối tượng khách hàng. Honda X5 2001 phiên bản kỷ niệm 35 năm cũng là không có quá nhiều khác biệt so với bản thường ngoại trừ logo ở phần yếm xe. Hệ thống đèn lái, đèn xi nhan của xe vẫn có dùng bóng đèn sợi tóc halogen có khả năng siêu sáng tốt trong điều kiện sương mù. Hệ thống thắng trên cái con xe mới phiên bản kỷ niệm đặc biệt này được trang bị cho mình thắng đùm cho cả trước lẫn sau, giữ nguyên phong cách tối giản thanh thoát của cái dòng rim. Honda X5 2001 mang cho mình cái có động cơ 110cc làm mát bằng gió. Nó cho ra cái công suất đa là 8.54 hp, ở ngưỡng mùng tua là 7.500 phút, mô men sức cực đại là 8.62 Nm, tại mùng tua máy là 5.500 phút. Honda X5 2001 phiên bản kỷ niệm 35 năm là chỉ được phân phối chính hãng tại Malaysia với mức giá cho phiên bản bánh mâm và bánh căm. Đồng thời Honda Malaysia cũng đã cung cấp hai phiên bản xanh và đỏ để người dùng dễ dàng lựa chọn hơn. Honda X5 2001 có mức giá bán đề xuất là 4.783 AM, đó ra tiền Việt là khoảng chừng 27.300.000 đồng cho phiên bản bánh căm. Còn bánh mâm thì mắc hơn một chút với mức giá bán đề xuất là 5.009 AM, đó ra tiền Việt là khoảng là 28.500.000 đồng. Rim dọn xương xương nhưng có một cái biển số được nhiều người thích. Cái chiếc rim đậu dưới đây dù sổ chung mình quá nhiều món đồ chơi đắt tiền nhưng người chủ của nó đã biết cách phối chúng lại với nhau, khoe ra một cách để khéo léo cái gu thẩm mỹ của bản thân. Ngoài ra nó còn đang đeo cho mình một cái biển số là vô cùng dữ mà tí nữa mình sẽ bật mí các bạn. Nếu nhìn sơ qua cái con xe này, anh em nhận ra nó được dọn mới từ trong ra ngoài. Một cái điểm đáng chú ý nhất đó chính là cái bộ chiếc áo màu đỏ rực. Thay vì đồng hồ nguyên bản, anh chủ đã tin tưởng lựa chọn cho mình đồng hồ Omarasim. Có thể thông qua nhiều cái mức chức năng hơn, nhưng chức năng sẽ bao gồm là tua máy, bảo vệ vân. Giá cái đồng hồ này ở mức khoảng hơn 2 triệu đồng và nó gắn hoàn toàn như sim cho cái rim. Ở bên dưới cái tay lái, ta thấy cái sự hiện diện của một cái cây trợ lực sườn Hoa Lin, một cái cánh tay thứ ba giúp ổn định tay lái tốc độ cao tốc, ngăn những cái tình huống xe bị xòe và bị đảo phần tay lái. Nếu mình không nhầm thì mức giá gắn hoàn chỉnh lên xe một cái cây trợ lực này là khoảng hơn 10 triệu đồng. Vẫn giữ cho mình phong cách lập căm đùm niền, anh chủ lựa chọn cho mình cái điện nhôm SF ASEAN nằm trong mong muốn có bằng chèn chân có con trọng lượng nhẹ, độ cứng là vượt xa cái điện sắt. Cái càng thắng trước chính là cái càng thắng của CNC đi cùng với cái đúng chỉnh Takawa, một cái sự phối hợp thật là tinh tế làm sao. Khối động cơ chiếc xe được kiểm soát nhẹ nhàng hơn với những chi tiết cần đáng chú ý như cái nắp đầu bò CNC giờ đạp của Takawa có bộ titan vân. Chi tiết nổi nhất của nó là cái chiếc bơm sực MST, một cái công dụng giúp quá trình phun sản lửa được trở nên ngọt ngào hơn. Cái sự sắc nét cái dàn chân sau có lẽ đến từ cái càng thắng inox xe da sáng bóng rất là thẩm mỹ. Giá của mẫu càng thắng này ở mức dưới 1 triệu đồng. Hiệu năng nhúng nhảy chiếc xe thì mãi rất nhiều,
có sự hiện diện của cặp phụ Holin, nhưng để làm giá sở hữu được cái cặp phụ này thì hơi mỏng chút, là khoảng hơn 15 củ. Hơn nữa, cái phiên bản bình dầu thì còn có khoét nhẹ là cái phần áo. Cận cảnh về biển số thần thánh của con xe sang bằng tất cả, hay có thể tạm dịch là sống bằng tình cảm, đúng là một cái biển số đi vào lòng người. Và chúng ta chiêm ngưỡng một lần nữa về tác phẩm nghệ thuật hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, và trực tiếp nhớ like, subscribe.